신체하다가 뭐 민텔라 카드 그건 염다 뭐 위스 맞아 민 어허 민 어허 소음을 뭐 아하 좀 더 탄는 광바라 다포 호티민 베트남 뭐 바이냐 바냐 대서 민 댕아래 라디오라 관내 라디오 저기 chém mặn á là top 12 quán bánh bóng ngon nhất Sài Gòn nè em mình muốn ăn thử bánh bóng ở đây nha nghe nói là Uroga người nhà giới thiệu à cũng giới thiệu quán này à người đó nói là siêu ngon á rồi với người Uroga đó bánh bóng của quán này là ngon nhất ở Việt Nam nè em mình cũng ăn thử nha ok đi thôi nha Đợi lời nha. Mình nghĩ là mình tưởng là cái này là cỏ hải cái nhưng mà cái này không phải hải cái nha. Cho nên là một cái dài mà chắc mềm nữa cam quá ngon là xíu ngon lắm. Ngon thật. Trước kia thì Sapa này, khi đó là ăn bánh cống nè, bánh cống ít nha. Bánh cống đó là không ngon, nhưng mà đây ngon. Trong bánh cống này là có rất nhiều thịt heo nè, tôm nè, tôm nè, cho nên là rất ngon. Hết ngon á thịt bốn tiếng có vị nhé vì thịt heo này là rất ngon thơm vì bên ngoài bánh cống này là rất rất mềm đó em ăn tôi nhãn rất ngon cái cục rau này và vỏ là rất tươi nhé, ngon. Một giờ 40 phút nhé. Em chắc chắn là mọi người ăn cơm chưa rồi nhé. Vẫn còn đông người nhé. Thật sống. Mọi người là chưa ăn cơm chưa hả? Tiếp theo rồi. Lần này mình đã gọi hai món này là một cái là bánh bèo bánh bèo bình thường là không phải như vậy đúng không? Mọi người ơi, cái này là có vẻ là thế nào rồi giống như
牛奶布丁啊。và cái này có hai loại là bánh này là hai loại bánh này một hai cái này hơi hơi cứng cái là mềm nữa có nhiều nước này là giống như là mochi nè bánh dài á dừa nữa, nè hơi hơi vị ngọt nữa, thế, ngọt nhưng mình thích là cái này, bánh cuốn thịt heo này là ngon, cái này có hương vị dừa, hình như là bánh bèo bình thường là nhỏ hơn nhá và mỏng hơn nhá, nhưng mà cái này là bự quá. Như là bánh bèo bình thường là không có vị ngọt nhé, không có vị nước dừa lắm. Khách hàng là người Việt Nam nha, dừa của Hải Nam là từ hộp quả nha, người Việt Nam, người Nhật Bản tối thiểu nhấn mạnh nha, là ở đây biết là bánh cũng Hải Nam thật sự ăn người ăn gọi lớp một món min một món min đấy là dẻo dẻo một ngoài hai loại dần tại ấp củ sắn không biết rõ cái này chỉ biết là ngon thôi quán này là theo gư gư đó là quán kém này theo kha dư cả con chồng chính điểm nha chồng cho nên là nếu mọi người chưa đến mà đây thì hãy ăn thử là bánh cuốn này và bánh béo này chắc chắn mình ngon và mình mọi người cho nên là bây giờ mình mới biết món này nha vui bây giờ mình là sẽ đến lại ở này nha. Nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Bye bye, mình mong nhận là Kazu nha, bye bye. Night down, night down, night down.